tiên ấy là ta bóp cái này xuống này, ấn vô thả ra đó, khi tháo ra cũng vậy, ấn bóp vô cái kéo ra ha. Và khi mà mình xài, bởi vì cái chế độ an toàn này bắt buộc là mình ấn một cái là nó sẽ không lên ha. Đó, mình ấn này đẩy này, khi nào đèn chạy đến khi nào đèn dừng cái nó sáng đủ ba đèn này cái bắt đầu mình hãy xài ha.